Kính mời quý vị tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông ngày 27 tháng 12 năm 2020 với chủ đề Chăm sóc lúa đông xuân và lúa mùa. Câu hỏi đặt ra là bà con dùng thuốc gì của công ty An Nông khi lúa bị đạo ôn cổ bông và cháy bìa lá? Bà con hãy cho biết thuốc vừa diệt vi khuẩn gây cháy bìa lá và nấm gây bệnh đạo ôn của công ty An Nông vừa được vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật để được phép lưu hành tại Việt Nam là thuốc gì? Quý vị và bà con tham gia trả lời câu hỏi hãy điện thoại về số 02723 835 900 hoặc gửi email theo địa chỉ chuyennhanong.la34a@gmail.com. Bà con cũng có thể tham gia trả lời bằng cách gửi thư về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thời gian cuối để nhận câu trả lời là ngày thứ Sáu, 8 tháng 1 năm 2021. Hai áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông sẽ dành tặng cho quý vị có câu trả lời sớm nhất và chính xác nhất. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố trong chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông phát sóng vào lúc 9 giờ Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trân trọng thông báo.